Hello mọi người, chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại video của Huy. Thì video hôm nay tiếp tục là một video khuyến mãi nguyên một cái cấu hình dàn âm thanh. Thì cái bộ âm thanh này là cách đây khoảng một tháng là bên Huy cũng đã làm chương trình khuyến mãi rồi. Nhưng mà hôm nay ở tại showroom mới tại địa chỉ số 340 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Thì bên Huy tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi cho cái combo này, do là còn đúng một cái combo cuối cùng nữa nha anh em. Đúng bộ combo cuối cùng. Thì ở video đợt trước là Huy cũng đã giới thiệu cái combo này rồi, nhưng mà cấu hình hôm nay là một cấu hình khuyến mãi cái combo đó, nhưng mà lại còn nâng cấp thêm thiết bị chất lượng hơn, công suất lớn hơn nữa cho mọi người. Còn đúng một bộ duy nhất nha. Cho nên anh em nào mà chúng ta quan tâm thì liên hệ ngay cho bên Huy theo số điện thoại tư vấn Huy để ở góc trái của video nha. Còn đúng một bộ duy nhất thôi ạ. Đó. Và bây giờ thì lại một lần nữa xin mời mọi người theo Huy để đi tìm hiểu cấu hình âm thanh này. Thì do là ở đợt trước là Huy cũng đã giới thiệu rồi, nhưng mà trong video hôm nay thì Huy sẽ giới thiệu lại một lần nữa cho những anh em nào chúng ta chưa xem, thì chúng ta có thể nắm được thông số của cái cấu hình âm thanh này. Thì đây là một cái cấu hình combo array liền súp. Đây là bên dưới, đây là một cái loa súp 50 này cùng 100, và bên trên đây là hai chiếc loa 30 và hai chép. Một cái như này là hai loa 30 và hai chép ha mọi người, đồng bộ neo hết. Đây là bát neo này, còn súp là từ 220 cùng 100. Thì cái cấu hình này thì mọi người có thể thấy là nó rất là gọn và rất là tiện lợi nhé. Thì cái này thì mọi người có thể gập nó xuống luôn. Đây, hiện tại là Huy đang chống cái cây này, mọi người chỉ cần nhấc lên lấy cây này ra, mọi người có thể úp xuống đây và khóa lại luôn. Rất là tiện. Thì đây là hai bộ hai bên cũng đều cấu hình như vậy, súp 50 cùng 100 và trên là hai loa 30, hai chép neo, đồng bộ neo hết. Và combo như này thì mọi người có thể sử dụng được khoảng 350 khách ở ngoài trời. Đó, thì nó rất là gọn, nhẹ và rất là dễ vận chuyển. Đó, thì cấu hình loa thì cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà hôm nay cái thay đổi lớn nhất thì nó lại nằm ở cấu hình dàn máy, đúng không ạ? Hôm trước là đã khuyến mãi rồi, giá rất là tốt rồi. Nhưng mà hôm nay khuyến mãi, Huy lại còn nâng cấp thêm cho mọi người nguyên một cái hệ thống dàn máy mới nữa. Đó, thì đây là cấu hình dàn máy. Thì về cơ bản thì nó cũng gồm có bốn thiết bị nha. Thì hai thiết bị quản lý nguồn điện và micro thì Huy không nói tới rồi, thì nó cũng giống như cái bộ Huy đã khuyến mãi ở trên kia. Nhưng mà ở bên dưới đây, thứ nhất là thiết bị xử lý là Huy đã thay đổi rồi này. Thứ hai là cục đẩy này. Đó, đây là hai thiết bị rất là quan trọng đối với dàn âm thanh. Nó quyết định cái công suất cho ra và quyết định cái chất âm, thì nó nằm ở hai con này. Đó. Thì ở những cấu hình mà Huy đã khuyến mãi được trước thì Huy đang sử dụng một con đẩy 4 kênh là HK20000 Plus. Đó. Thì cấu hình hôm nay thì Huy đã cho nâng cấp lên cái cục đẩy MX1800. Thì con này nó cũng là 4 kênh, nhưng mà cái công suất của cái con này nó lại lớn hơn. Như con HK20000 nó chỉ khoảng 1000W một kênh, còn con này thì nó cho ra tới 1300W một kênh, tức là lớn hơn, chênh nhau một kênh nó chênh nhau tới 300W, 4 kênh thì chênh nhau tới 1200W. Đó, có nghĩa là cái đẩy nó sẽ lớn hơn, cho ra công suất khủng hơn cái đẩy HK20000 lút kia. Đó. Và cái đẩy này thì sắp tới thì Huy sẽ có một cái video review cho mọi người. Thì do cái đẩy này là bên Huy mới về số lượng không có nhiều, chỉ có 5 con thôi. Đó, giá thì của nó là 12 triệu trên một con. Đó, mới về chỉ có 5 con thôi ha mọi người. Rồi, tiếp tục là ở cấu hình nâng cấp đợt trước thì nó sử dụng là vang số X6. Thì đối với cấu hình lần này, Huy lắp luôn cho mọi người một dòng vang số chính hãng Wonderfield X10 Plus. Đây là dòng vang số cao cấp nhất, nó xử lý toàn bộ âm thanh ở trên này. Eco, Revert, nói chung là chống hú rất là tốt. Do là dòng này nó xử lý, nó chạy cái con chip đời cao, cho nên là tiếng ca xử lý rất là ngọt luôn. Đó, thì cùng một cấu hình giống nhau, thì cấu hình combo lần trước Huy đang khuyến mãi là 49 triệu. Thì cấu hình này cũng 49 triệu, cũng khuyến mãi 49 triệu, nhưng nâng cấp lên vang số X10 Plus và đẩy MX1800, công suất lớn hơn. Đó, bây giờ thì mọi người nghe thử xem Huy test thử chất âm của cái dòng vang số X10 Plus và cái cục đẩy MX1800 nâng cấp này nha. Mọi người lưu ý là cái cấu hình này chỉ còn đúng một bộ duy nhất, cho nên anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ ngay cho bên Huy theo số điện thoại ở tư vấn nằm ở góc trái của video nha. Đó, bây giờ thì để Huy test cho. Và nói chung là cái dòng vang số X10 Plus này thì Huy đã làm quá nhiều video về nó rồi, đúng không ạ? Mọi người nghe thấy chất âm rất là tốt. Thì hôm nay thì Huy sẽ thử thực tế ở trên cái combo này luôn, cho mọi người cảm nhận được cái chất âm của nó như thế nào.
Bây giờ thì trước hết là Huy sẽ thử tiếng mic của nó. Đây mọi người có thể thấy tiếng mic này là không hề có echo và không hề có reverb đúng không? Rồi bây giờ Huy sẽ cho tiếng reverb lên để mọi người nghe tiếng reverb của dòng vang số X10 Blue rất là bay. 1 4 5 6 1 4 5 4 5 6 đó, mọi người có thể nghe cái tiếng vượt nó rất là sáng và bay, nó không bị tối. Đối với những cái dòng vang số đời trước thì tiếng vượt mọi người có thể nghe thấy nó hơi tối và nó không được bay, nhưng cái dòng này mọi người có thể nghe thấy tiếng vượt nó rất là bay và nó sáng nha. Đó rồi, ok, bây giờ Huy lên delay này, tắt đi vượt đi nha, lên delay cho mọi người nghe tiếng delay rất là rõ. 4 4 5 5 6 1 1 2 4 4 5 5 6 4 4 5 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
kết hợp cả tiếng reverb vô. Bốn năm sáu đó. Rồi bây giờ hát thử một bài nào mọi người, để có bài nào hát được Huy hát thử cho mọi người nghe xem thế nào. Rồi bây giờ mọi người cùng nghe Huy hát thử một bài nhạc remix trên cái cấu hình combo khuyến mãi này nha. Đó thì hiện tại thì mọi người mới nghe Huy hát thử trực tiếp trên combo âm thanh khuyến mãi mà còn nâng cấp thêm cái hệ thống xử lý này nữa. Và nó là chất âm của dòng vang số X10 Blues khi mà xử lý được âm thanh tiếng mic rất là đã, hát rất là nhẹ, thực sự là rất là đã luôn mọi người. Thì một lần nữa Huy xin nhắc lại là cái combo âm thanh khuyến mãi này thì Huy chỉ còn đúng có một bộ duy nhất, hiện tại Huy đang test này thôi, combo khuyến mãi, chọn bộ combo này có trị giá chỉ có 49 triệu thôi nhé. Đó thì anh em nào mà chúng ta quan tâm thì có thể liên hệ cho số điện thoại tư vấn của Quyền Huy ở góc trái của video, hoặc mọi người có thể nghe trực tiếp tại showroom mới, địa chỉ số 340 đường Lũy Ban Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nha, để test thử. Thực chất đây mọi người có thể thấy là Huy mic Huy đang mở rất là lớn đúng không ạ, độ nhạy mic rất là cao và khả năng chống của nó rất là tốt đó. 1 2 4 5 6 tiếng vượt sáng mà không bị xé, quá đã luôn nha mọi người. Thì cái combo này thì mặc dù là bên Huy bán khuyến mãi nhưng mà vẫn có hỗ trợ trả góp cho tất cả mọi người luôn. Thì anh em nào có nhu cầu trả góp thì cũng có thể liên hệ cho Huy theo số điện thoại tư vấn nha. Hoặc là anh em nào muốn trao đổi để dàn âm thanh, bên Huy nhận là thu đổi tất cả các sản phẩm âm thanh luôn. Mọi người có nhu cầu liên hệ cho Huy để Huy tư vấn cho mọi người nhé. Rồi một lần nữa thì Huy xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video suốt từ đầu đến giờ cái video của Huy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.